Chào các bạn, hôm nay mình sẽ soi nước bọt dưới kính hiển vi. Các bạn có bao giờ thắc mắc rằng bên trong nước bọt nó có chứa những thành phần gì? Có nhiều vi khuẩn sống bên trong nó hay không? Thì hôm nay các bạn hãy cùng mình đi tìm câu trả lời nha. Như chúng ta đã biết, nước bọt được tạo ra bởi các tuyến nước bọt trong cơ thể. Trung bình thì mỗi ngày con người chúng ta sẽ tiết ra khoảng 1,5 lít. Và thành phần nước bọt thì gồm 98% là nước, 2% còn lại là các chất hữu cơ và vô cơ. Các bạn có thấy các vòng tròn nhỏ đang chứa rất nhiều vi khuẩn đó không? Đó chính là các tế bào bạch cầu đang bắt và tiêu diệt vi khuẩn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một clip ngắn về quá trình bắt vi khuẩn của tế bào bạch cầu trong cơ thể chúng ta nhé. Nếu ví vi khuẩn là những tên tội phạm, thì tế bào bạch cầu chính là các chiến sĩ công an. Mà nhờ vậy mà nước bọt nó có tính sát khuẩn đó nha các bạn. Dù thành phần chủ yếu là nước, nhưng nước bọt của chúng ta có chứa rất là nhiều chất quan trọng để cơ thể tiêu hóa thức ăn và giữ cho răng chắc khỏe. Bên cạnh đó nó còn tham gia vào quá trình cân bằng và bảo vệ cơ thể. Sau đây mình sẽ liệt kê một số vai trò quan trọng của nước bọt cho các bạn được biết nhé. Thứ nhất, nó sẽ giúp cho bôi trơn niêm mạc. Trong nước bọt thì nó có chứa dịch bôi trơn niêm mạc. Chất dịch này nó làm trơn, đồng thời che phủ niêm mạc, tránh những tác động trong quá trình hoạt động của miệng. Và nhờ vậy mà chúng ta có thể nói chuyện hay việc nhai nuốt thức ăn nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nó còn được xem như là lớp bảo vệ cơ học, đồng thời là lớp bảo vệ hóa học. Vậy công dụng của lớp bảo vệ hóa học là gì? Thì trong nước bọt nó có chứa rất là nhiều ion khoáng. Các ion này nó có vai trò rất lớn trong việc tái khoáng sâu răng, giúp tăng khả năng hồi phục sâu răng. Khi các bạn nhổ răng hoặc trong miệng có vết thương bị chảy máu, thì lúc này nước bọt sẽ nhanh chóng cầm máu và bít miệng vết thương rất hiệu quả. Nước bọt còn chứa các chất vô cơ và các chất hữu cơ, giúp phát huy vai trò chống vi khuẩn hiệu quả, giảm nguy cơ mắc viêm lợi, viêm họng và sâu răng. Nên khi chúng ta bị khô miệng sẽ khiến núu, lưỡi bị sưng và khó chịu. Khô miệng cũng khiến bạn dễ bị sâu răng và mắc các bệnh nha chu hơn so với lúc bình thường. Do lúc đó không có nước bọt giúp làm sạch các hạt thức ăn ra khỏi bề mặt răng. Và vai trò quan trọng nhất của nước bọt là nó chứa các enzyme giúp thủy phân tinh bột trong thức ăn tạo thành các loại đường như maltose, glucose. Hai loại đường này nó sẽ giúp cho hệ tiêu hóa con người dễ hấp thu hơn và kích thích vị giác, tạo cảm giác ngon miệng hơn khi ăn. Đồng thời, nước bọt nó còn giúp pha loãng các vị chua, ngọt, mặn, đắng, cay của lưỡi, giúp ta cảm nhận được hương vị của thức ăn dễ dàng. Đó là một số kiến thức cơ bản về nước bọt. Các bạn còn có biết công dụng nào của nước bọt thì hãy để lại phần bình luận bên dưới để cùng mình thảo luận nhé.